truyền rằng đời Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái tên là Mỹ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Nàng được vua cha yêu thương hết mực. Khi Mỹ Nương đến tuổi cập kê, rất nhiều vương tôn công tử danh giá đã đến cầu hôn nàng, nhưng chưa một ai vừa ý Hùng Vương. Nhưng vào một hôm nọ, nhà vua lấy làm hứng chí khi có hai chàng trai vô cùng khôi ngô và vạm vỡ mang lễ vật đến xin cầu hôn Mỹ Nương. Trong hai người đều toát lên khí chất phi thường, hãy giới thiệu về mình đi. Muôn tàu Hùng Vương đáng kính, thần là Sơn Tinh, đến từ vùng núi Ba Vì. Còn thần là Thủy Tinh, là vị thần cai quản biển Đông. Thần có thể hô mưa, gõ gió, thậm chí điều khiển cả lốc tố. Thần là người xứng đáng nhất với nàng Mỹ Nương xinh đẹp. Tốt lắm, vậy cả hai ngươi hãy trổ tài nghệ của mình cho ta và công chúa xem đi. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm, cả một vùng đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh, liền khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường. Trời xanh, sông lạnh, cây cỏ xanh tươi. Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi, không biết nên gả con gái cho ai. Vua ngẫm nghĩ một lúc rồi phán rằng: Sơn Tinh, Thủy Tinh, cả hai ngươi đều rất tài giỏi, ta đều vừa ý cả hai. Nhưng ta chỉ có một người con gái, thật là khó xử. Ta biết chọn ai bây giờ? Xin ngài cứ ra thêm thử thách để tìm ra ai là người xứng đáng hơn với công chúa. Hay ngài hãy để chúng tôi quyết đấu một phen, ai thắng người đó sẽ lấy công chúa. Không cần như vậy, đánh nhau chỉ khiến đời sống nhân dân bị tổn hại mà thôi. Muốn cưới công chúa sẽ phải có lễ vật thách cưới. Rạng sáng ngày mai, trong hai người, hễ ai mang lễ vật đến đây trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy. Thế thì chắc chắn người đó là ta rồi. Thưa, vậy lễ vật thách cưới gồm những gì ạ? Cả hai người nghe cho kỹ nha. Lễ vật phải có đủ gồm 100 ván cơm nếp, 200 tẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến dân vua. Lễ vật của Sơn Tinh có voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và bao nhiêu vàng bạc châu báu. Sơn Tinh, con là người mang lễ vật đến trước với đầy đủ các thứ mà ta yêu cầu. Ta tin con là người con rể xứng đáng nhất của ta. Từ nay ta giao con gái vô cùng yêu dấu của ta cho con chăm sóc. Con hãy thật nâng niu và yêu thương nó nhé. Dạ, xin đa tạ vua cha, và xin người hãy yên tâm về điều đó. Con sẽ hết lòng yêu thương nàng. Ngày lúc sau thì Thủy Tinh cũng mang lễ vật đến, nhưng đã quá muộn. Hùng Vương đã gả nàng Mỹ Nương cho Sơn Tinh. Thủy Tinh biết được điều này, hắn vô cùng tức tối. Rất tiếc con gái ta đã được gả cho Sơn Tinh rồi. Người đã đến muộn, hãy mau về đi. Ta chỉ đến muộn so với hắn một chút, nhưng lễ vật của ta mang đến quý hiếm gấp nhiều lần của hắn. Sức mạnh của ta cũng hơn hắn. Ông mau rút lại hôn ước và gả công chúa cho ta. Thủy Tinh, người thật hồ đồ. Đã đến muộn thì dù chỉ một tích tắc cũng là muộn. Hơn nữa, người còn không mang lễ vật như ta yêu cầu, người còn gì để nói? Lễ vật như ông yêu cầu vừa tầm thường lại vừa khó tìm. Ta đã thay thế bằng những thứ quý giá nhất trên thế gian này và mang đến đây.
ta mới là người xứng đáng với nàng mỹ nương nhất. Ngươi không mang lễ vật như ta yêu cầu là không tôn trọng ta. Ngươi đã đánh mất cơ hội của mình. Sơn Tinh đã rước con gái ta về núi rồi. Ngươi đừng ngoan cố, không ích gì đâu. Hãy mau về đi. Ta không phục, ta sẽ đòi lại nàng mỹ nương. Tên Sơn Tinh kia, trả nàng mỹ nương cho ta. Đừng hòng nhé. Ngươi là người đến muộn thì tốt nhất hãy chấp nhận sự thật đi. Ta quyết đấu một phen với ngươi, xem ai thắng ai. Thủy Tinh điên cuồng hô mưa gọi gió, làm giông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời. Dâng núi sông lên cuồn cuộn tìm đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh không hề nao núng, chàng dùng thép bóc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước chảy. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi mọc cao lên bấy nhiêu. Quần của Sơn Tinh từ trên núi nếu đá tới tấp xuống nước, làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Tuy vậy, Thủy Tinh vẫn không quên được chuyện xưa. Hằng năm Thủy Tinh vẫn quay lại dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Cũng từ đấy, hằng năm cứ vào tháng 6, tháng 7 âm lịch, nhân dân ta lại thấy trời mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao lên, gây ra lũ lụt